Hello, chào buổi sáng tất cả mọi người. Cảm ơn khi chúng ta lại được gặp nhau ở video hôm nay. Mình là Tích Travel đây. Hôm nay, Tích sẽ tiếp tục dẫn mọi người đi khám phá đảo Hòn Sơn này nha. Hello các bạn, bây giờ là 7:20 rồi. Tụi mình sẽ đi ăn sáng. Ăn sáng xong rồi sẽ đi qua Ma Thiên Lãnh leo núi nha. Không biết leo nổi không đây. Lâu quá là không leo, mập quá. Mỡ nhiều hơi đuối. Dạ. Này là đen đúng không chị? Dạ. Yeah. Đây lên đó leo xuống tầm bao lâu chị? Cũng tùy tốc độ bình thường, thấy mấy bạn trẻ thì leo cũng khoảng từ một lần lên là khoảng 1.5 tiếng, tổng lần đi về khoảng mấy bạn đi 3 tiếng gì á. Dạ. Cảm ơn. Thằng bạn đòi đi chứ em leo không nổi rồi. Mà cũng tùy à, tại vì hình như là sau giai đoạn này là cái đoạn đường nó dễ hơn sao á. À dạ. Dạ dạ. Trước mắt là 3 tiếng. Thì ở bên nhà nghỉ mình nó liên kết tới một bên ăn sáng các bạn. Nếu các bạn có thời gian thì cũng có thể đợi ở đó, người ta sẽ đem đến. Còn mình sẵn mình đi ghé ăn luôn. Đây nè. Đây đúng không? Rồi, thì sáng nay mình sẽ ăn hủ tiếu hải sản nha các bạn. Khá là chất lượng luôn á. Còn đây là ly cà phê bên chỗ mình ở làm. Ly này nằm trong gói bao ăn sáng luôn, nên không có tốn tiền nha các bạn. Ngồi đây ăn thì ngắm ra view biển nè. Xịn không? Thôi, mình tranh thủ ăn rồi đi leo núi ha. Mời các bạn nha. Ăn sáng xong rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ chạy tới chỗ để đi lên Ma Thiên Lãnh. Thì đường lên Ma Thiên Lãnh nó có hai đường các bạn. Một đường là đi bộ ngay phía trước cái quán lúc nãy mình ăn á. Còn một đường là mình đang đi nè. Đà Lạt chạy tới đó là xe máy sẽ đưa mình lên một nửa đỉnh. Rồi mình sẽ tự đi bộ lên. Còn giá xe chở lên bao nhiêu thì lát mình đến mình chia sẻ sau. Hỏi giá mới biết được. Nha các bạn. Chắc đây nè. Lên Ma Thiên Lãnh ở đâu anh? Dạ. Yeah. Chứ mình chở lên đâu rồi. Dạ em thuê anh chở lên cũng được. Để em chở cũng được. Vỏ xe ở đâu anh? Hả? Vỏ xe này ở đâu? Xe mình động. Mà đi chung với anh đó luôn hay gì? Không, hai người đây thôi. Bao nhiêu người anh?
Bao nhiêu anh? Rồi cái dĩa nó to. Cái người sao chở anh luôn đi anh. À dạ rồi. Tưởng đâu anh chạy xe lên. Chạy lên đó rồi muốn leo lên đỉnh thì đi tầm bao lâu ta? Có nửa tiếng thôi anh ơi. À nửa tiếng hả? À. Cái dĩa mình đi đang đi là size bao nhiêu? 52. Đi ra thì thì giá để chở lên nửa đường là 50.000 một người nha các bạn. Theo mình nghĩ thì nếu các bạn tự chạy xe lên luôn cũng được. Nhưng một người một xe ha. Chứ hai người một xe đối với cái dĩa dinh sẽ chạy không nổi đâu. Nhiều đoạn dốc cao lắm. Những chiếc xe chuyên chở khách lên như này thì đều được lên dĩa to hết rồi. Chuyên leo dốc nên an toàn ok hơn. Với một phần mình đi xe chở lên như vậy là để ủng hộ công việc cũng như phát triển du lịch nơi đây. Các anh trở lên nhiệt tình lắm. Các bạn cũng có thể nói chuyện hoặc hỏi thăm về các điểm vui chơi hay ăn uống ở đây cũng được, sẽ được các anh chia sẻ hết. Xuống tiên chơi trước rồi xong rồi mình ở quầy lên đó mình vô hang leo lên trên thân thượng đỉnh cao nhất. Dạ phải chui qua hang mới lên thân thượng. Đúng rồi. Nhưng mà sân tiên đã đẹp ha. À dạ dạ. Ờ như mình có ăn gà đầu này kia đó thì nếu mà mình có ăn thì mình đặt ở đây rồi mình đi trển xuống mình mới ăn. Đi xuống mình mới ăn. Còn ví dụ nếu mà lúc xuống mà em cần gọi mấy anh có, chở có, thì... có ở đây. À đây có luôn đúng không? Nếu mà có ăn gà thì nếu có ăn gà thì anh lấy 50.000 thôi, tại em chở dùm anh chở dùm cho một người, chỉ một người kia thôi. À. Phải. À. Thì cứ em cứ gửi này chứ tại okay. Vì rồi, có nếu mà chút có ăn thì anh đưa lại. Dạ 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 ok dạ. Tại cũng sợ mới ăn sáng mà sợ. Dạ dạ ok. Có. Dạ dạ rồi. Có cái ánh sáng lên trên á. Dạ dạ. Trong phòng nhỏ giữa hè có ánh sáng lên trên á, để được ánh sáng lên. Nhưng mà mình tới đó ta trái luôn hang, mình đi bên tầng hải trước nha. Dạ dạ, đi qua bên sân tiên trước. Dạ dạ dạ. Bên này phải là đi xuống dốc. Đúng rồi, xuống cái dốc sân tiên. Rồi mình trong rồi mình ở quầy ngược bên chỗ đó mình hãy vô hang. Dạ dạ ok. Có đường phật nhỏ ở trên có sáng được ánh sáng lên. Dạ dạ. Cảm ơn. Chúc trời có quay máy em luôn nha. Dạ dạ ok. Em review lên YouTube luôn. Tầm cả tiếng. Ok, thì hiện tại mình đang đi bộ lên đỉnh Ma Thiên Lãnh. Thì theo lời mấy anh lúc nãy chở mình lên đó, thì mấy anh nói là còn khoảng 30 phút để leo. Thì trước mắt là như vậy, còn không biết sức mình leo bao nhiêu phút. Đường này đúng ra cũng chạy xe được nè. Đây có bạn hướng dẫn nè. Ma Thiên Lãnh đi theo lối này. Nhìn cái xi măng này thì có khả năng cái đoạn đường này cũng mới làm, chưa có lâu lắm. Trên này vẫn có nhà dân ở nha. Đến một cái đoạn này nè các bạn, đường lên Ma Thiên Lãnh đi theo hướng này là sẽ đi đường đất nha, chứ họ đừng có đi theo cái đường xi măng nữa nha. Nói chung các bạn đi là sẽ có bạn hướng dẫn hết. Đây nữa nè, đó, đến đây thì mới được gọi là đậm chất leo núi nè. Leo núi phải đi những cái đường như vậy, chứ mà đi xi măng không thì không có cảm giác là leo núi nữa rồi.
đây bạn hướng dẫn đi rất là nhiều. Chim hót rất là hay. Một cây mít nè. Đây có một dòng nước. Này giống cái mương. Nước trong vắt à. Thường những cái dòng nước trên núi vậy rất là mát. Mát lạnh luôn á. Thôi đi xíu nữa đi. Đó. Hello. Kiki. Vuốt thử coi nó cho không. Tới đây. Thiệt luôn hả mày? Giao rờ luôn hả? Thôi dù gì cũng sợ sợ. Lạc vào rừng rồi. Đây có những cái cây rất lạ. Nó leo phải như vậy. Đường nó phải như vậy mới gọi là leo. Khá nhỏ ha. Này. Vẫn có rác nha. Đường khá nhỏ. Cái này là phân con gì đúng không ta? Hay trái gì á? Ồ. Đây nè. Ở trên kia có bảng khu vực nguy hiểm. Hình như có người lên nữa. Nghe tiếng xe máy chở lên thì như có người cũng sẽ leo. Mình đi chậm xíu là chắc gặp người ta rồi. Đây có một cái đường rẽ nè. Chỗ này rất là xấu. Đường ở đây rất hẹp nha các bạn. Hẹp và nhỏ và khó đi á. Do cái gầu rồ mình góc nó rộng nên thấy nó không có được cảm giác chân thật như bên ngoài. Leo tới đây bắt đầu thở rồi. Chữ gì vậy ta? Ly trái. Nè, ở đây có bảng khu vực nguy hiểm. Ồ, một cái dốc lên nè. Ngoài cho các bạn xem. Cái gâu rồ góc rộng quá. Không thấy được cái độ thẳng đứng của nó. Leo lên này chắc phê. Nha các bạn, hai chân mình đứng là hết con đường rồi. Quay cho các bạn xem chỗ này nè. Đó, đây. Đây. Rác rất là nhiều luôn. Một chai nước như vậy thường một người đi một chai. Mang lên được thì mang xuống được chứ. Quăng như vậy. Bên kia nữa kìa. Quá ẩu. Rác không là rác luôn. Cái này là đáng phê phán nha các bạn. Đáng lên án luôn á. Mình thì đuối rồi. Nè. Dưới kia một con dốc lên rất là cao luôn. Một đoạn dốc đá rất là cao. Leo thôi. Khá nguy hiểm.
bên dưới nè. Đến chỗ này, ở đây có một cái hốc núi này các bạn, hốc đá nè. Đây có đốm tro, có khả năng ở đây từng nấu nướng đồ ăn gì đó. Đây là ở dưới một cái vách đá rất là to nè. Ở đây mà cắm trại chắc cũng được ha. Đó. Bây giờ sẽ đi tiếp cái hướng bên này, quay cho mọi người xem. Nhớ vệ sinh chung, đá dựng. Wow, mát ghê. Đây có một cây cầu. Kính chào quý khách, mà không có ghi là chào cái gì chào hết. Đây, đúng rồi nè. Lên đỉnh là chua đây nè. Đi xuống bên này trước đi. Xuống bên này trước đi. Lên đỉnh là lên đây, xuống bên này trước đi. Xuống cái gì quên rồi. Cái gì quên tên rồi. À, đúng rồi, cảm ơn. Cảm ơn bạn. Đi xuống tham quan dưới này trước đi. Dưới này là Sơn Tiên. Hôm nay dành hết sức lực quay một video cho các bạn xem. Từ cái bậc này xuống cái kia là hơn một cái đầu gối của mình. Đấy, thấy không? Lá này là đạp dễ trượt lắm nha. Hốc đá nè. Ui, có ong. Ê, tới chưa ta? Ui, đây nè. Wow, đẹp lắm Hùng ơi. Có cái dây nè, cái dây này chắc để mọi người bám theo và đi xuống dưới á, tại vì đá ở đây hơi dốc. Đi xuống dưới kia chụp hình ha. Đây, bây giờ mình sẽ đi xuống nha, cầm cái dây đi cho nó an toàn. Đây. Tại vì những cái dốc như vậy mà chỉ cần mất đà hai bước là thắng là không được đâu. Cây này giống cây vạn tuế quá ta. Đi ra đây nữa nè. Ừ. Tới đây trống rồi. Có nhang nè, mày có đốt nhang đốt kìa. Đó, sẽ ra ngoài mỏm đá, mấy mỏm đá ngoài này chụp hình. Quá đẹp luôn. Bây giờ sẽ đi xuống tàn tàn dưới kia nha. Rất rất là nắng. Nguy hiểm quá ta. Ra ngồi được mỏm đá ngoài kia chụp hình là đẹp nè. Người sợ độ cao này chứ. Thank you.
đẹp quá. Dưới kia là 7-8 độ kìa, nắng kinh khủng luôn. Đây, nãy mình ở trên kia đi xuống. Đi đến đây có thể thấy ở ngoài kia người ta làm một cái vòng tròn lưới hay gì, người ta nuôi cá, nuôi đồ kìa. Rất là nhiều vòng luôn. Biết mọi người thấy rõ không? Nếu không thấy rõ thì mình sẽ lấy máy chụp hình để mình quay cho các bạn cùng xem. Người ta vòng là ô rồi, người ta nuôi gì ở trong á. Hôm qua cái bãi tắm mình chắc cũng đâu đây à. Ở đâu ngay đây à, tại vì nó cũng gần cái những cái hàng cột điện kia. Sẽ lên trên kia, lên trên đỉnh trên kia, đi xuyên qua một cái hốc đá. Bây giờ thì leo lên nè. Giày mình hơi trơn. Đi, vừa bò vừa đi thôi, chứ không dám đứng nữa. Đây. Quá phê. Các bạn nhìn, rất là dốc nha. Toàn là trên hết. Đến đây đứng mình chụp một cái, xuống toàn cảnh dưới kia nó là đẹp. Đây. Toàn cảnh phía sau nè. Đó. Ở đây có bạn vui lòng đem rác về. Nhưng mà rác ở đây thì rất nhiều. Đây, các bạn sẽ chui vào cái hang như vậy nè. Đứng ở đây cảm giác rất là mát luôn. Nè, khẩu trang rác nè. Trong này hơi tối ha. Ôi, tối thui luôn á. Kiểu này chắc phải rọi đèn pin. Này, mình phải đợi bạn mình tới thôi các bạn. Nè, rất là tối luôn. Đây có ghi cái gì nè. Ông Nguyễn Văn Thâu. Lao Long Khánh, Đồng Nai cái gì đây. Núi Chứa Trang. Nói chung mình đọc mình không có hiểu các bạn ơi. Nhưng mà đường lên trên kia kìa, khá là ghê. Bây giờ sẽ leo lên nha các bạn. Tối thôi luôn, không thấy cái gì. Ôi, để rọi đèn pin đây. Biết tối như vậy là mình cầm thấy cái đèn rồi. Ở đây có một cái tượng Phật, cái miếu gì nè. Leo lên đó hả? Nè, sẽ leo lên trên ánh sáng trên kia các bạn ơi. Một tay mình cầm máy quay, một tay cầm điện thoại rọi đèn á, hơi khó. Nãy sáng rồi. Leo nha. Các bạn leo cẩn thận á. Trong kẹt rác kìa. Lên đến đây đến rồi nè.
chinh phục thành công Ma Thiên Lãnh. Đây, đỉnh trên này. Ở trên này có cái đèn này các bạn. Cái miếng năng lượng mặt trời này chắc sẽ có đèn. Mình không phải là dân chết kinh nên đi những nơi này khá là ghê. Đây, trên này có cái bàn. Chinh phục Ma Thiên Lãnh, Hòn Sơn, quá đã. Đây, quay cho mọi người cùng xem. Hiện tại là 9:45 rồi. Trời đang rất là nắng. Chụp hình ở cái mỏm này rất là đẹp nè. Ở bên này thì có một cái bàn để thắp hương. View đằng kia là view biển à. Đó, nãy thì mình chui từ phía bên này lên. Khá là ghê. Nói chung mình không có thích chơi những cái môn mạo hiểm như vậy nên leo lên thấy hơi sợ. Còn view ở đây nè, ra nguyên cái những cái đồi, những cái núi ở trên đảo. Một cơn gió ùa đến. Này, những cái chai dục rất rất là nhiều. Có người còn ghi chữ lên kìa, Tom đã đến. Tìm lùm cây nào ngồi hoặc chúng ta chụp hình đi. Cái chỗ này là ngay cái chỗ lúc nãy mình lên nè, rất là mát luôn. Đó, lúc nãy mình phải đi qua cái mỏm đá nhỏ xíu kìa. Bên này là kiểu như rớt xuống dưới, bên trong này cũng vậy, rớt vào hang, phải đi xuống cái cầu thang đó. Nhìn qua camera hoặc bạn nào mà đi nhiều chuyên nghiệp thì nó không sao, còn mình là người ít đi, đi rất là ghê. Phía bên này là biển nè, biển xanh. Phải nói thì đẹp thì đẹp nhưng mà đối với mình hơi ghê và hơi mệt. Bây giờ chắc sẽ leo xuống các bạn. Đi xuống thôi, cũng gần tới giờ trả phòng rồi. Về trả phòng chuyển qua nhà nghỉ. Một cái nhà nghỉ gần bến cảng luôn. Cuối cùng cũng ra được cái chỗ mà lúc nãy xe máy chở lên các bạn ơi. Bây giờ là 10:30. Hụt hơi luôn. Giờ ra kiếm nước uống ha. Rồi cho xe lên chở về. Xong rồi các bạn ơi. Bây giờ đi về trả phòng, đi qua nhà nghỉ nha. Đây đây. Phải nói là một trải nghiệm cực kỳ phê. Nhưng mà được cái người dân ở đây rất là nhiệt tình các bạn. Đây con đường xuống kia. Lúc nãy cái anh mà chở mình lên chở mình xuống á, anh kêu anh ở đây có hai vợ chồng, nhà ba phòng, ai mà quen quen ra đây anh cho ở miễn phí luôn. Tụi mình có nói giỡn là chắc làm quen với anh để lần sau đang ở miễn phí. Thì anh có kêu là thoải mái. Do tụi mình book phòng rồi nên anh không có mời về được. Nói chung người miền Tây họ nhiệt tình lắm các bạn. Bây giờ tụi mình sẽ tranh thủ chạy về trả phòng, thanh toán tiền, đi qua nhà nghỉ nha. Nhà nghỉ thì nó thoải mái hơn, rộng rãi hơn. Ở bên này cũng thích, nhưng mà cái lều mà nó làm sao bằng cái phòng được, cái nệm được.
chiều nay thì mình sẽ đi thác. Mình thấy mọi người hỏi đi thác chưa nhiều lắm. Mình nghĩ cái thác cũng đẹp hay gì đó, ra đó tắm thác ha. Rồi tham quan chụp hình thêm một số bãi ở đây. Thì Hòn Sơn nó chỉ có nhiêu đó thôi các bạn, không có gì nhiều hết á. Được cái là mộc mạc, người dân thân thiện, vui vẻ, biển đẹp. Đây, bảy cây dừa nằm nè. Ở dưới này cũng đẹp lắm. Cái địa điểm nhận dạng cái chỗ ở của mình đó là đi qua khỏi cây dừa nằm một xí nha. Đó, trước mặt nè. Xe đông quá chừng đông. Chắc là hôm nay đón khách tới rồi đó. Hôm qua anh kia ảnh có nói chuyện là hôm nay đón tới 19 khách. Thì nay đón tới 19 khách mà. 2, 4, 6, 8, 10 xe. Đúng rồi. Xe đi 2 người. Giờ 11 giờ 10. Hả? À đúng rồi. Nãy nhìn xuống đây mà. Ở trên kia. Dạ em cảm ơn nhiều. Em ở ngay Bảo Hân. Bảo Hân hả? Dạ. Đúng rồi, để ngay cảng dễ về luôn. Em đi nhanh thôi. Dạ. Hẹn ngày gặp lại. Bây giờ mình đang đi tìm cái chỗ nghỉ của mình bút. Bên này thì nó sẽ bình thường thôi các bạn, nhưng được cái nó gần cầu cảng nè, rồi cần những cái chỗ ăn uống như vậy nè. Đó, tối đi chơi sẽ đi bộ luôn, thuê xe nhưng mà xe chắc để chạy, chỉ để chạy quanh đảo thôi. Tối mình mua ở đây nè, phải không ta? Lâu tối mình mua ở đây nè, Thiện Hòa. Mai về rồi. Đây, Bảo Hân phía trước nè. Quán ăn Bảo Hân. Nhà nghỉ Bảo Hân ở đâu ta? Đây đây, nhà nghỉ Bảo Hân nè. Em có đặt phòng rồi. Ủa, đặt phòng mà để xe luôn, sao mà không lấy xe? Tại vì em hôm qua em ở bên kia. Dạ dạ. Đây đúng rồi. Rồi rồi. Dạ. 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 Tại em leo Ma Thiên Lãnh về. Trời ơi, bị bẩm mới đò tới. Em có nói ảnh rồi mà, em kêu ảnh là em đi xe tới. Dạ. Dạ. Em không biết chuyển xe đâu, mượn người ta dắt xe tay ga ra để sẵn luôn kìa. À, dạ, dạ, dạ. Phòng đây nha các bạn, bình thường thôi. 2000 years later. Bây giờ mình sẽ đi cây dừa nằm nha các bạn. Để đó quay phim chụp hình cho các bạn cùng xem. Chỗ này thì cũng là một trong những chỗ nổi tiếng của Hòn Sơn. Các bạn đến đây thì nên trải nghiệm nha. Dạ. Thằng đây. Ừ, cho hỏi chú cây vừa nằm đi xuống đường nào à? Dạ, đi xuống này cả, okay, đây. À dạ rồi, okay. Xuống xuống.
Dạ em lên hôm qua. Giờ chị ngán cái gì hả? Ăn gì không mày? Chả tôm gì. Cái này cái gì? Chả tôm. À chả. Ba cái 50. Ăn không sợ không hết chứ. Ăn nhẹ chả này. Hai miếng này, hai miếng này. À vậy một miếng này, hai miếng này đi. Rồi, cảm ơn. Đi xuống dưới này tiếp nhận phản ánh của du khách. Đây cái giường nằm nè. Ra cho quay cho mọi người xem. Đây nè, cái giường nằm có xích đu kìa. Ra chụp hình ngoài phim chắc cũng đẹp ha. Để ngồi lên đây thì trước đi. Ngồi đây đi. Nước nồi. Rồi, thì đây là cái bánh mình mới mua ở trên nè. Này là chả cá. Còn cái này là tôm chiên với bột ha. Ngon hay không thì chưa biết. Nhưng ngồi đây, ở chỗ này, view thế này là tăng thêm phần hấp dẫn rồi. Thôi ăn ha. Chấm miếng tương ớt nè. Mời các bạn nha. Dạ đúng rồi. Đi ở đâu lận? Ở Đồng Nai. Hả? Dạ. Mà xe này cũng biển Ninh Thuận. Đây, đến cái chỗ này có hai ngã rẽ, các bạn đi bên tay phải nha. Hôm qua mình đi bên tay trái thì nó sẽ không có đi ngang qua được cái chỗ cục con rùa. Các bạn đi bên này sẽ gặp được đây. Quẹo cái tới luôn. Đây là một cái hòn đá mà người ta vẽ lên nhìn nó sẽ giống như con rùa vậy. Đây nè. Chụp hình đây xí đi. Ở đây qua. Mình không biết ở đây sớm ha, đi xuống đây cũng đẹp nè. Tấm biển này cũng đã nè. Đây con rùa nè. Để nhìn từ bên này qua đi. Đó, mọi người sẽ thấy rõ con rùa. Hòn đá người ta làm như một con rùa. Bờ biển đây đẹp tuyệt luôn các bạn ơi. Mà hôm qua mình quẹo trái á, nó đi xuyên qua núi. Chứ không có xuống đây. Đây quá đẹp nè. Ở biển đây tắm sướng hơn nữa. Có cát đồ nè. Ở đây nó chỉ bọc xuống đây một xí à. Lát cũng sẽ vòng lên lại cái đường chính quanh đảo. Nói chung các bạn đi ra đây không sợ bị lạc đâu. Chạy một hồi nó cũng ra. Đảo này nhỏ mà. Đây cũng có cây dừa nằm nữa nè.
cái cầu cảng. Đây cũng có cây dừa nữa. À. Quá đẹp luôn, tuyệt vời. Ở đây hả? Bây giờ mình cũng sẽ tranh thủ vào quay cho các bạn xem cái thác một xí. Để coi đường. Hình như đường xuyên núi nè, đường xuyên đảo. Quá đẹp. Ở đây mà đứng giữa đường chụp hình lên cũng đẹp nữa. Mình ở đây 2 ngày nhưng mà đi không có nhiều, chạy xe không có nhiều. Nhiều khi đi bộ thế này kia, với là ngày đầu mình ở cái chỗ mình ở là nó đã quá đã rồi, đầy đủ. Từ bãi tắm tới ăn chơi, nước uống. Nên đi 2 ngày mới hết còn cục xăng à. Dừa không mà dừa. Tây. Mấy anh Tây. Nguy hiểm, núi sạt lở. Nè, những cái chỗ mà có đá có đất là thường là những chỗ sạt lở. Hình như cái đường này lúc trước là không có đi được đâu các bạn, sau này mới đi được thì phải. Đi được không trời? Ô nhìn biển nè, đẹp ghê. Thế mà hôm qua không biết đi cái đường xuyên núi này, xuyên đảo này. Ồ, khúc cua Hải Vân anh em ơi. Cua xong có mấy bậc này ý chang Hải Vân luôn. Bạn này là gần tới Huế nè. Ở đây mà phát cỏ thì nó đẹp. Gần tới rồi các bạn ơi. Theo Google Map là gần tới. Đây, thác kìa. Cái này mình gọi như dòng nước chảy chứ mọi người kêu cái thác cũng hơi ấy. Suối thôi. À, dòng suối thôi. Nước này cũng không nhiều nữa.
ngoài một ít. Ok anh em, thì đây là con thác mà mình được người dân ở đây gợi ý nên đến rất nhiều. Nó sau lưng mình nè. Chắc do mùa này ít nước hay sao á, mình coi review trước thấy nhiều nước lắm, mọi người hay đến đây tắm nữa. À, cái đoạn đường đến đây rất rất là đẹp, nên các bạn không nên bỏ lỡ điểm này khi đến Hòn Sơn nha. Look up above, the sunlight seems like it is gonna break in, and something ain't right. Yeah, something ain't right. Oh, something ain't right. Shirt, wearing the skirt that my mother gave to you. I come up behind you and kiss on the side of your neck of you. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem video đến đây. Nếu yêu quý thì cho Tích Sinh một like, một comment và một lượt đăng ký kênh. Đó sẽ là những động lực rất lớn cho Tích cố gắng và ra video nhiều hơn. Ở phần tiếp theo, Tích sẽ ghé đến U Minh Thượng, Kiên Giang theo một lời mời đến nhà chơi của một người anh em. Xong sẽ đi check-in mũi Cà Mau. Mọi người nhớ đón xem video nha. Mình là Tích, kẻ đam mê xê dịch bằng xe máy. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Cảm ơn và bye bye.